chạy không. Thì hôm nay mình sẽ ăn toàn đồ ăn trong suốt. Tại vì video màu hồng mình thấy nó cũng hơi dễ. Kiểu như là trong suốt đối với mình á là trong suốt luôn chứ không phải là trong suốt màu. Nên mình nghĩ vậy nó sẽ làm nó khó hơn. Bây giờ mình sẽ đi xuống nhà và ăn đồ ăn trong suốt. Nhưng đầu tiên thì mình phải tháo cái niềng trong suốt của mình ạ. Hôm nay mình không có mặc đồ trong suốt là vì đi đồ trong suốt á thì nó sẽ hơi bị cởi chuồng. Nên mặc đồ này, ok. Hello, sáng nay mình sẽ ăn cái này. Là chè trong suốt mà mình đã có từ Tết. Rồi mình, cái giọng của mình. Rồi mình sẽ làm nước chanh uống. Là vì nước chanh nó trong suốt. Ok. I feel like I'm dead. I'm alive, but I'm dead. Hello. Rồi mình cho đá vào. Quá là trong suốt luôn. Và mình cho cái này vào. Đây là kiểu như là cái siro vani trong suốt. Rút. Rồi cho nước vào, tất nhiên nó là trong suốt. Nước mình nó không có trong suốt là có vấn đề rồi đây. Quá vậy à? Ok. Ok, đầu tiên mình sẽ uống cái nước chanh trong suốt của mình. Yes. Các bạn nên thử kiểu như là nước chanh trộn với vani ấy vì nó rất là ngon luôn. Hơi ngố nhưng nó rất là ngon. Rồi mình có cái chè trong suốt của mình. Bình thường mình ăn cái này với xôi ấy, nhưng xôi nó là màu vàng nên mình ăn cái này không. Ăn này hơi chán á. Hello, bây giờ mình sẽ đi siêu thị Nhật. Là vì mình nghĩ là siêu thị Nhật có rất nhiều thứ trong suốt. Khi mình nghĩ đồ ăn trong suốt rồi mình nghĩ đến Nhật. Nên ok, siêu thị Nhật đi thôi. Trong suốt. Hello, mình đã tới siêu thị Nhật rồi. Và mình nghĩ đây là lần thứ 100 mình đã đi siêu thị Nhật trong video của mình. Hôm nay mình cảm thấy gan nên mình để đây quay luôn. Lúc lắc dữ vậy. Đầu tiên khi mình vào thì mình nhìn thấy cái này, đây là thạch trong nhưng mình nghĩ là nó có những cái cục trái cây trong đó nên mình sẽ không mua. Và mình đã tìm thấy quả sushi rồi nhưng mình sẽ không có ăn được là vì toàn là đủ màu không ạ. Nhìn hơi bị đau lòng. Mình nhìn mấy cái này mình chỉ muốn lấy một cái và ăn thôi nhưng mình sẽ không ăn nữa đâu. Ok, mình đã tìm thấy cái này, đây là cái con bạch tuộc gì mà to đùng dữ vậy. Nhìn giống như là nó sẽ xích cổ mình vậy nhưng nó không có trong. Ok, đây là cái con mực, nó cũng khá là trong. Và còn có cái này nữa, mình nghĩ cái này nó cắt sợi thôi. Ok, nhưng mình sẽ mua cái này, nó cũng hơi trong nhưng nó cũng hơi đục. Nhưng nó cũng được vào cái xe đẩy thôi. Ồ, và cái này không phải của mình đâu, hôm nay mình không có ý định ăn nhạc. Và mình đã tìm thấy con cá này, có nguyên một nùm cá mà trong suốt luôn. Mình không biết trong đây có bao nhiêu những cuộc sống con cá nhưng mình có nên mua nó không? Kiểu là nó cũng trong trong ngầu ngầu nhưng mình nghĩ là mình cũng không có nên mua. Thôi mua đi. Cái đầu mình vẫn đang suy nghĩ nè. Mình có nên mua con cá này không? Nó cũng hơi trong nhưng nó cũng hơi hồng. Hay là mình nên mua con này cho nó nhìn có vẻ trong hơn. Ok, mình sẽ mua con này. Nhảy vào cái giỏ đi em. Thì nãy mình đứng đây mình ngắm mấy hộp cá đó và cảm thấy là mấy cái con cá đó đang ám mình là sao. Có cả ngàn đôi mắt ngắm mình. Thì mình sẽ trả lại con cá này là vì mình tội nghiệp nó quá nên mình sao ăn đâu. Ok, bye bye. Thì mình đã nghe đồn là người ta có cái nước tương trong suốt này nhưng mình ráng tìm cái nào trong suốt cho tự nhiên cái nào nó cũng đục hết đó. Cái này thì chắc mình phải đoán là nó đục. Thôi đi, mình không có niềm tin vào nước tương nữa. Bây giờ mình đang đi vòng vòng như một con điên và coi coi là có những gì trong suốt không. Ồ, đợi để mình coi cái này. Người ta cướp điện thoại bây giờ. Ok, mình đã quay lại và mình đã tìm thấy cái mì này. Đây là cái mì trong suốt. Cái này là làm bằng cái khoai gì đó nên nó trong suốt cả nhà được. Ok. Và mình đã tìm thấy cái này, đây là thạch dừa. Mình thấy Việt Nam mình có rất là nhiều những cái đây rất là hiếm nên mình sẽ muốn nó thôi. Và mình còn tìm thấy những cái rau câu này nữa. Đây là những cái rau câu mà hồi nhỏ mình ăn nhiều. Và còn có cái cây dây thần lòng này nữa nhưng mình không ăn được là vì cái này là rau câu màu do rau câu trong. Bây giờ mình đang đi tìm cái quả nhãn nhưng tự nhiên đây không có nhãn đâu ra hết. Cái kết là nhãn bên Mỹ hơi bị hiếm. Ồ, và mình đã tìm thấy cái nước này, đây là cái nước chuối gì đó mà nó cũng hơi trong. Ok, mình sẽ mua nó thôi. Hello, mình đã vào xe và mình đã nghĩ là cái này đâu có trong gì đâu. Cái mắt mình đã bị sao màu vàng rõ ràng vậy mà nhìn nghĩ là trong. Nên bây giờ mình sẽ tìm một cái nước trong suốt khác. Hello, mình đã có mặt tại Daiso. Vào thôi. Và ở đây cái nước trong nè, để mình mở cái tủ lạnh. Và tự nhiên cái tay mình đã bị sao mà nó không có mở tủ lạnh được. Ok, mình kéo ra vậy. Ồ, mình đã tìm thấy nó rồi. Đây là cái nước ramune trong suốt luôn. Cái nước này cũng khá là hay và bây giờ mình sẽ trả tiền. Một chai này thì là khoảng 30 ngàn, 40 ngàn.
Và các bạn biết sao, cái chai kia 3.5 đồng, cái chai này 1.5 đồng, mà cái chai kia nó không có trong gì hết. Nên về cái chai này mình đã có giá, và đầu tiên thì mình sẽ lấy những cái cọc đầu và đuôi ra, là vì nó không có trong. Khúc này quá là mất thời gian luôn. Sau 5 phút thì mình đã nhặt ra những cái đống này rồi và xong rồi mình sẽ trộn nó vào nước nóng, là vì mình nghĩ là khi mình trộn thì nó sẽ trong hơn. Mình nhớ là vậy cũng không chắc nữa, nhưng ok. Hello, bây giờ mình sẽ làm cái đồ ăn trưa trong suốt của mình. Ok, thì mình đã thu nhập được rất là nhiều món. Thì mình đã có cá, và mình có cái mực này. Để mở ra nè. Ok, thì nó chỉ là nó trong trong như vậy. Tuy nó hơi bị đục nhưng mình nghĩ nó cũng khá là trong. Và cái này đây là chỉ là mì, nhưng mì nó làm bằng khoai gì đó mình không biết. Và bánh tráng rất là trong. Nên bây giờ mình sẽ làm thôi. Đầu tiên thì mình sẽ kỹ là trộn cái nước này ra. Ok, cái nước này ra hết rồi. Thì ok, đầu tiên thì mình sẽ nghĩ mình làm cái bánh tráng trong. Các bạn nhìn thấy mình không? Ok, thì đầu tiên mình sẽ lấy cái bánh tráng này, rồi mình nhúng nó vào nước để cho nó ướt ướt. Và sau khi nó hơi ướt như vậy thì nó có thể kỹ như là trong hơn. Hello. Mình nghĩ là đầu tiên mình sẽ cho vào cái này. Wow, cái này nó quá là trong luôn. Và cái này nó wow. Rồi cho lên này. Tiếp theo thì mình sẽ cuốn cái cá trong suốt này vào. Nó khá là trong nhưng nó có cái cục màu đỏ. Rồi mình cho vào cái này, mực. Cái con gì đâu mà nó trơn dữ vậy. Xong rồi mình coi da. Các bạn nhìn kỹ á thì nó cũng trong. Cái này sẽ làm cho nó kiểu là giòn giòn hơn. Cái này nó khó dữ vậy. Thì nó nhìn cũng nó hơi bị ngố, miễn là nó trong là được rồi. Giống như cái kén của con bướm vậy. Mình đã có cái gỏi cuốn trong của mình. Bây giờ mình sẽ làm cái món gọi là mì trộn trong. Wow. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ làm cái sốt cho cái mì. Là vì cái mì này không á thì nó không có vị, chỉ là nó vậy thôi. Để mình tìm những thứ trong. 3 phút sau. Và mình đã có nguyên bộ sưu tập, kiểu như là những cái đồ đã cho vào cái nước sốt trong của mình. Thì trong đây mình có nước và mình sẽ cho những cái thứ này vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho giấm gạo. Nó cũng hơi vàng nhưng mình nghĩ là mình cho vào đây nó sẽ trong. Thúi quá. Oh my god, baby, hôm qua mình làm đổ giấm vào áo của mình, rồi tự nhiên cái áo của mình nó bị có mùi giấm. Không lẽ cái mùi gì? Trời, cái tay mình thúi quá. Tiếp theo thì mình cho cái này vào. Mình nghĩ cái này là bột ngọt nhưng mình cũng không có chắc nó là bột ngọt không nữa. Rồi trộn nó. Nó không có muốn được trộn hay sao? Rồi mình cho muối vào để cho nó mặn mặn. Rồi cho cái bột tỏi vào nữa để cho nó kiểu là có cái mùi tỏi tỏi đã đã. Mình không biết sao nhưng mình thích cái mùi tỏi, nó thơm hay sao. Và mình sẽ trộn nó cùng với nhau. Hello, ok, nó đã hơi tổng hợp, tuy nó nhìn hơi bị sao sao. Nó hơi ngọt. Bây giờ mình sẽ trộn cái mì trong của mình vào với cái này. Nó hơi bị thúi, nhưng mình không có chắc cái này ý kiến tốt hay không. Rồi cho lên cái mực. Nhưng mình cũng hơi không muốn cho lên cái mực. Cái gì ra nó trơn. Cái tô mì trong suốt của mình đã xong rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử nó. Đầu tiên thì mình sẽ uống thử cái nước này. Lấy cái này. Xong mình ịt nó. Mình sẽ lấy cái này rồi mình ịt nó xuống đây. Và nó sẽ kiểu là nổ. Hello? Trời ơi. Ok, để mình tìm hiểu. Cái con này. Hello. Gì mà bay bơ dữ vậy. Bây giờ mình sẽ uống thử. Cái này rất là ngon luôn. Mình cảm thấy cái này ngon hơn Coca. Yes. Cái đó là cái đó. Ok. Nó thúi quá. No. Mình sẽ ăn với cái giá. Nó rất là chán luôn á. Nghĩ lại cái sốt của mình nó dở thiệt á. Mình sẽ ăn cái cá này. Con cá này nó ngon. Nhưng ăn không nó kỳ kỳ sao. Không có nước tương nó kỳ lắm.
mình sẽ ăn cái mực này nè. Rất là kỳ, mình không biết mình làm gì. Và tiếp theo mình sẽ ăn cái gỏi cuốn của mình. Nó rất là buồn. Cái này nó sẽ ngon nếu mình chấm với tương đậu phộng hoặc là chấm với nước tương, thì chấm với cái nước sốt trong suốt này của mình á, nó kỳ kỳ lắm, không biết được. Nhưng cái này nó ngon, nhưng cái này nó ngon hơn cái kia. Oh no, mình nếu mình ăn cái này không á, mình sẽ không ăn được, nên mình nghĩ là mình sẽ cần trợ giúp. Mình sẽ dùng trợ giúp của nước tương, là vì mình sẽ không có ăn được cái này nếu mình không có nước tương. Nên nước tương nó cũng hơi trong, nhưng nó trong màu khác thôi. Vậy nó ngon mà. Yeah. No. Không yeah. Ok. Bye bye. Cái nước này nó ngon thiệt á. Hello. Bây giờ mình sẽ thử cái này. Đây là cái thạch dừa gì đó. Mình chưa có ăn cái này từ hồi mình ở Việt Nam á. Yeah. Mình nghĩ là nó sẽ đổ tùm lum. Cây kéo. Cái mùi rất là mạnh. Cái đá này và mình sẽ múc nó vào đây. Thì nó không có múc ra gì hết. Bloop. Thì nó nhìn giống như vậy. Nó cũng hơi đục nhưng nó cũng rất là trong. Nó trộn này. Ngọt dữ. Rồi, mình có ý kiến này. Để mình xuống nhà này. Ý kiến. Ok, nó đâu mất rồi. Đợi để mình tìm. Hello. Đợi hấp vào trong đây. Ok. Thì mình tính tìm nước dừa, nhưng tự nhiên là hết nước dừa rồi. Mình cái ý kiến này, đợi. Mình nghĩ cái này là trong, là vì kiểu như là lần trước mình uống cái này mà mình làm đổ, và nó cũng hơi trong, nên hình như nó trong. Hello, mình sẽ đổ cái hồi nãy vào. Mình nghĩ mình cần thêm đá. Cái ly này nó bị hiểu đó là vì mình làm bể nó một lần rồi. Mình không hiểu mình thuộc làm sao mà nó bị thủng một lỗ luôn. Mà nó không có bể. Nên mình rất là cẩn thận. Okay. Rồi mình lấy cái này, mình sẽ cắt nó vậy. Rồi mình đổ nó vào. Yeah, nó tròn. Ok. Bloop. Yeah. Hello. Bây giờ mình đang ở ngoài. Ủa bên kia. Bloop. Và bây giờ mình đứng đây nhảy nhảy nhúng là vì tại sao mình không nên. Ok, mình nên dừng. Đẹp không kìa. Và tối nay mình ăn cái món này gọi là thịt đông, là cái món mới thích luôn. Và đây là cái thịt kiểu là nó trong suốt. Quá là ngon luôn. Thì nó cũng khá là trong, cái da và cái thạch này nó cũng trong, nhưng kiểu là cái thịt nó không có trong. Nhưng hơn 50% trong là được rồi. Hello, thì bây giờ mình sẽ đi ăn đá bào, là vì đá bào là trong suốt. Khi nó chảy thì nó trong thôi, có gì đâu. Ok. Hello, mình đang trên đường đi qua cái chỗ này gọi là Meat Fresh, là cái chỗ bán đá bào. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào nó thôi. Hello. Và đây là cái menu, nó quá là lớn và có rất là nhiều món, nhưng mình đang coi là cái món nào nó trong. Như trong đây chỉ có cái thạch vải và cái thạch này nó trong thôi, nên mình sẽ gọi nó. Yeah. That's it. Bây giờ mình đang đứng đây đợi ở ngoài, quá là kiên nhẫn. Và anh mình đang ở kia này. Hello. Ok. Và ủa, có rồi kia. Wow, quá là thèm luôn. Ok, để mình tháo khẩu trang ra và tháo cái này ra. Đợi lấy cái hộp ra đã. Hơi bị nhiễu. Cất vào thôi, tôi quên là xong phim luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Wow. Rồi mình mở nó ra, ấy dạ nó bay. Cái hộp gì mà khó mở dữ thân nha. Còn nhiễu nước nữa. Wow, và nó quá là trong luôn. Ở đây có thạch vải và có chân rau sợi nên nó cũng rất là trong. Nhưng nó lại cái xuyên xáo là vì mình không có lựa chọn nào khác. Và nó... ok. Là An Giang nữa kìa. Thì mình tính gọi cái đá bào không này, nhưng mà khám phá ra là người ta cho sữa đặc vào, và mình sẽ bị lỗi nên mình không có gọi cái đó. No. Ăn thôi. Wow. Thì nó giòn gần, nó đã như nó vút cái đầu quá trời luôn. Các bạn biết sao, giờ bây giờ là 9 độ và mình đang ăn đá bào. Mình không hiểu là mình bị sao nữa, nhưng nó ngon là được rồi. Are you sure you don't want any? No. Nhìn cái chân rau sợi lắc nè, như cái rau vậy. Bloop. Và ủa, người ta cho lộn một cái cục này rồi. Bây giờ mình đã bắt đầu cái giai đoạn rung, nên mình sẽ đổ cái này vào. Và các bạn thấy không, xương xá nó cũng trong mà, nhưng nó nhìn không có trong thôi, đâu có An Giang lắm đâu. Và đá nó cũng trong nữa mà, nhìn nó bị nhụm hồ màu đen thôi. A few moments later. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cuộc, là vì bây giờ quá là lạnh, và cái đầu mình nó đang quá là lạnh, và cái người mình nó sẽ bị cảm luôn, nên mình sẽ đóng nó lại và xách về ăn tiếp. Ấy da, mình run quá. Ý kiến hơi bị ngu rồi. Nhanh chạy vào xe ấy. Yeah, lạnh cái...
Hello, thì bây giờ là 11 giờ và mình vẫn chưa về nhà nữa. Mình không hiểu sao vậy. Nhưng đó là cái video một ngày trong suốt của mình. Yeah, okay. Mình chưa đi tắm nữa.